Kính chào quý anh chị nhà tư, chào mừng chị đến kênh chứng khoán Hợi Phạm Stock. Thị trường ngày hôm nay kết thúc trong một trạng thái hồi phục sau hai cái phiên giảm điểm trước đó. Cái việc hồi phục như vậy đã được em dự báo trong cái video ngày hôm thứ sáu, và sáng ngày hôm nay em có gửi cái bản tin vào trong Zoom khách hàng cũng như là Zoom cộng đồng, em cũng đánh giá về cái việc hồi phục đó. Cụ thể thì anh chị em chúng ta có thể thấy được đây, em đánh giá là với cái áp lực bán ở ngày hôm thứ sáu thấp thì có thể kỳ vọng thị trường sẽ có một nhịp hồi kỹ thuật trở lại vùng giá mục tiêu ở khoảng 1130 điểm. Nhưng thị trường chỉ an toàn nếu như có một trạng thái test trở lại và hướng lên. Do vậy, nhà đầu tư theo trend thì vẫn cần đợi thị trường cân bằng trước khi mở mua an toàn. Còn đối với anh chị em mà đang cầm cổ phiếu thì nếu như thị trường có trạng thái hồi lên vùng giá khoảng 1130 với cái vol thấp thì nhà đầu tư có thể canh hạ cổ phiếu nếu như chúng ta đang vi phạm những cái tỷ lệ cắt lỗ, hoặc chúng ta mua ở những cái vị thế cao để chúng ta có thể tránh những cái nhịp điều chỉnh có thể xảy ra nếu như thị trường chúng ta nó có một trạng thái hồi phục yếu. Đó là một số các zoom em chú ý với anh chị em trong zoom của em sáng ngày hôm nay. Còn về cái mặt điểm số thị trường, anh chị thấy được nó cũng tăng 5,32 điểm, tức là một trạng thái tăng điểm tương đối là tốt, và nó trả lại toàn bộ cái cây giảm điểm của ngày hôm thứ sáu là giảm khoảng 5,21 điểm. Nhưng chúng ta thấy được ngày hôm nay thì đa số các cái cổ phiếu lại không có một trạng thái tăng tốt như cái mặt điểm số, bởi vì nó chỉ kéo lại những cái con cổ phiếu mà tác động đến cái việc giảm điểm thị trường chúng ta ngày hôm thứ sáu. Ví dụ như con cổ phiếu của BID, con cổ phiếu Vinhome, con cổ phiếu Gas, con cổ phiếu của SHB. Và thị trường ngày hôm nay cũng là trong một cái phiên giao dịch với cái thanh khoản rất là thấp. Và với cái bối cảnh thị trường giao dịch thanh khoản thấp thì các cái dòng mang tính thị trường, chẳng hạn như dòng cổ phiếu của banh, chứng, thép hay bất động sản thì gần như không có một trạng thái tăng quá là đột biến, thậm chí chúng ta còn nhìn thấy những cái trạng thái giảm. Nhưng chúng ta vẫn thấy được một số cái dòng nhỏ nó có một trạng thái được kéo giá rất là tốt. Ví dụ như dòng nổi bật ngày hôm nay chính là dòng cổ phiếu của thủy sản. Khi anh chị thấy được con cổ phiếu của con VSC kết thúc phiên trong một trạng thái là tăng kịch trần, đúng không anh chị? Còn những con cổ phiếu khác như ANV, IDI, FMC, CMX, ACL cũng có một trạng thái tăng theo tương đối là tốt. Hay là dòng cổ phiếu của hóa chất sau những cái thông tin được hưởng lợi về cái việc bên Trung Quốc, đúng không ạ? Nó bị nổ cái nhà máy. Đấy thì nó cũng có một trạng thái mở gap tăng rất là sớm. Nhưng việc mà chúng ta ngày hôm nay mua những ngành cổ phiếu của hóa chất trong một trạng thái nó mở gap như vậy thì thực sự với anh chị em chúng ta rất là rủi ro nhá. Những cái trạng thái mở gap như vậy thì có thể trong những phiên tới nó sẽ có một trạng thái test lại, và anh chị em chúng ta mà muốn mua thì nên đợi có quá trình test lại đã thì chúng ta mới tham gia thì nó an toàn hơn. Thì chúng ta có thể thấy được mặc dù thị trường của chúng ta nó cũng đang có những cái rủi ro điều chỉnh, những cái cơ hội trên thị trường chúng ta vẫn có thể có chứ nhá. Cái cơ hội chúng ta không thể phủ nhận là thị trường không có, mà nó có. Nên em vẫn đánh giá ở trong cái bản tin sáng của em đây, chị có thể nhìn thấy được là giai đoạn này anh chị em chúng ta có thể mua nhưng chỉ nên tham gia với một cái tỷ trọng nhỏ. Tỷ trọng nhỏ vì sao thì phần sau video em sẽ phân tích cái xu hướng thị trường này, chị họ hiểu cái lý do vì sao chúng ta phải tham gia với một tỷ trọng nhỏ thôi, chứ chúng ta không thể tham gia với một cái tỷ trọng lớn được anh chị nhá. Nhưng anh chị em chúng ta nếu như muốn tham gia thì chúng ta vẫn phải đảm bảo yếu tố là gì? Chọn đúng cổ phiếu, chọn đúng cái điểm mua. Chứ anh chị em chúng ta mua sai cổ phiếu, chúng ta mua sai ngành, chúng ta vẫn có thể gặp những cái trạng thái thua lỗ rất là bình thường trong một cái bối cảnh thị trường hiện tại nó chưa đạt một trạng thái cân bằng, và nó vẫn tiềm ẩn những cái rủi ro về những cái sự điều chỉnh. Một cái điều nữa ở trong cái phiên dịch của ngày hôm nay anh chị thấy được đó chính là ba con cổ phiếu nhà ABEX thì bắt đầu nó có những cái dòng tiền vào để giải cứu, anh chị nhá, bắt đầu có những cái dòng tiền vào để giải cứu. Và nhiều anh chị em sáng ngày hôm nay khi thấy có những cái dòng tiền đó và chúng ta cũng nhảy vào chúng ta mua theo. Nhưng em đánh giá cái việc mà mua ngày hôm nay thì nó sẽ mang cái yếu tố rủi ro tương đối là cao. Cả về yếu tố kỹ thuật cũng như là những cái thông tin ủng hộ bên ngoài, nó không thực sự tốt cho một cái phiên mua ngày hôm nay. Bởi vì khi mà chúng ta mua, chúng ta cứ thấy dòng tiền vào và chúng ta chỉ nghĩ đến một thứ đầu tiên là bây giờ mình mua vào, mình bắt đúng đáy và mình sẽ kiếm được một vài cây trần. Nhưng theo cái quan điểm của em, chứng khoán chúng ta phải nghĩ đến cái rủi ro đầu tiên. Chúng ta phải nghĩ đến nếu như không may bây giờ nó xấu, nó giảm mấy cây sàn thì chúng ta sẽ phải làm sao? Chúng ta có chấp nhận được cái mức lợi nhuận trên rủi ro hay không? Ví dụ nó có thể hồi cho anh chị 2-3 cây sàn, 2-3 cây trần, nhưng nó quay lại giảm, nó có thể giảm 10 cây sàn. Vậy thì cái tỷ lệ như vậy anh chị em chúng ta có chấp nhận lại được không? Và có cái con cổ phiếu đã từng có những thông tin bắt bớ như vậy, anh chị em chúng ta có thể thấy được đó chính là con cổ phiếu họ nhà anh Quyết, đúng không ạ? FLC là con điển hình. Đấy, còn rất nhiều con cổ phiếu khác như KLF, ASA, những con cổ phiếu ở nhà anh Quyết còn rất nhiều. Nhưng chúng ta cứ lấy điển hình là con cổ phiếu của FLC chị nhá. Anh chị có thể thấy được là sau những cái thông tin nó bị bắt bớ, đúng không ạ? Thì nó có thể hồi lên một chút thôi. Nhưng sau anh chị thấy được nó có chuỗi giảm khoảng vài chục phiên, có khi cả tháng giảm. Hay ở đây cũng thế, nó chỉ hồi lên đây và chúng ta mua chưa chắc chúng ta đã đủ tê, đúng không chị? Chúng ta mua đây chưa chắc chúng ta đã đủ tê nếu chúng ta mua sai. Đấy, và anh chị có thể nhìn thấy được nó liên tục giảm.
thì đa phần nhà đầu tư chúng ta mà cứ cố gắng tham gia đối với các cái cổ phiếu mà nó có những cái thông tin về bắt bớ như vậy thì chúng ta gặp nhiều cái rủi ro hơn là những cái lợi nhuận mà chúng ta có thể đạt được. Anh chị có thể kiếm được một vài cây trần, nhưng nếu như chúng ta sai sai một cái, chúng ta coi như là mất toàn bộ cái số vốn đó của anh chị em chúng ta. Nên anh chị em chúng ta cần phải chú cái điều như vậy anh chị nhá. Còn nếu như mà anh chị em chúng ta muốn bắt cổ phiếu nó chuẩn hơn về cái mặt kỹ thuật, em chỉ nói mặt kỹ thuật, em sẽ bỏ qua cái thông tin chị nhá, thì anh chị em chúng ta cần phải đợi đến cái lần thứ hai khi mà có cái vôn vào, tức là ngày hôm nay chị thấy được chẳng hạn như những con cổ phiếu như APS, anh chị thấy được những con cổ phiếu như APS nó có một trạng thái bắt đầu có dòng tiền tham gia trở lại rồi, con cổ phiếu của API hay là con cổ phiếu của IDG đều có những cái dòng tiền tham gia trở lại rồi, nhưng không phải điểm ngày hôm nay là điểm chúng ta có thể bắt, mà anh chị hãy đợi thêm cho nó rơi thêm một quãng thời gian nữa và sau đó nó có cái lần thứ hai tiếp tục có những cái dòng tiền vào tương tự như ngày hôm nay, thì cái điểm đó anh chị em chúng ta có bắt thì nó mới có trạng thái là an toàn cao hơn và chúng ta có thể kỳ vọng sẽ kiếm được những cái khoản lợi nhuận chị nhá. Đấy, chứ ngày hôm nay nó chỉ là một phiên đầu tiên, thì nếu như ai cũng bắt ở phiên đầu tiên mà đúng đáy thì chắc chắn cái sự đu bám rất là nhiều, và sự đu bám nhiều như vậy thì nhà đầu tư tổ chức chắc chắn người ta sẽ không dễ dàng gì người ta lại cho anh chị em chúng ta ăn như vậy chị nhá. Để minh họa cho anh chị em chúng ta thì anh chị hãy nhìn vào những cái con cổ phiếu gần đây nhất để chúng ta có thể hiểu được cái bản chất vận động của nó sẽ sao, ví dụ như con cổ phiếu của con Novaland. Anh chị có thể nhìn thấy được trong một quá trình giảm trước đây con cổ phiếu Novaland nó cũng bắt đầu nó sẽ có những cái dòng tiền tham gia vào, anh chị này, nó bắt đầu nó có những cái phiên dòng tiền bắt đầu tham gia đột biến vào đây, nhưng chúng ta sẽ thấy được nó sẽ có thêm khoảng 4 đến 5 phiên tiếp theo nữa giảm, sau 4 5 phiên đó bắt đầu nó mới có quá trình là hồi lên bên trên. Thì anh chị em chúng ta có thể thấy được là đến một cái phiên tiếp theo nó bắt đầu có dòng tiền tham gia mạnh ở đây, thì đây mới chính là cái điểm mà anh chị em chúng ta có muốn bắt đáy thì chúng ta bắt, tức là cái cây vôn lớn thứ hai sau cái cây vôn đầu tiên đó, thì đó mới là cái điểm chúng ta có thể bắt, hoặc là những con cổ phiếu như PDR, anh chị em chúng ta nhìn anh chị em chúng ta sẽ thấy nó đều như thế nhá. Nên đó là lý do vì sao không phải chúng ta tham gia ngay ở cái cây đầu tiên đâu. Nếu như chúng ta bắt dễ như vậy thì chúng ta ai mà cũng là nhà đầu tư chiến thắng hết rồi đúng không ạ? Ví dụ như con cổ phiếu con PR đây, chị có thể nhìn thấy được nó cũng có một cái phiên dòng tiền lớn tham gia vào đây. Đấy, sau đó thì nó bắt đầu có quá trình rơi, thì đến cái cây thứ hai đây này. Nếu như anh chị em chúng ta muốn mua thì đó mới là cái cây mang cái tính kỹ thuật để chúng ta có thể kiếm được những khoản lợi nhuận. Hay con cổ phiếu DDG, con nào cũng như vậy đâu. Anh chị em chúng ta sẽ nhìn thấy được bao giờ nó cũng sẽ có một cái vây, có một cây vôn vào đúng không ạ? Nếu như anh chị em chúng ta bắt đây, nó vẫn giảm thêm này, hai đúng không ạ, 2, 4, 6, 8 phiên, tức là nếu như anh chị em chúng ta bắt con cổ phiếu của họ nhà Apex ngày hôm nay có thể là sẽ giảm cho anh chị thêm một tuần, tức là anh chị em chúng ta thấy cái số tiền của anh chị sẽ bị giảm khoảng 50%, rất là nhiều chị nhá. Sau đó nó bắt đầu nó có một cái cây vôn vào đây chị, nó bắt đầu có những cái vôn vào thì đó mới là thời điểm chúng ta có thích bắt, chúng ta bắt tức là cái cây vôn lớn thứ hai, thì đấy là cái mà em đang hướng dẫn cho chúng ta trên đồ thị kỹ thuật đấy chị nhá. Còn đối với cái cổ phiếu chẳng hạn như họ nhà Apex nó có cái thông tin bắt bớ như vậy thì chúng ta cũng phải hết sức là cẩn thận trong cái việc chúng ta tham gia. Còn đối với bản thân em thì em không khuyến nghị anh chị em chúng ta tham gia như vậy nhé. Đấy, còn anh chị em chúng ta máu me thì nên áp dụng cái điều đó thay vì chúng ta bắt ngay ở cái phiên ngày hôm nay. Bởi vì anh chị có thể thấy trong vài phiên tới thôi, cái cổ phiếu đó khả năng nó sẽ tiếp tục nó có cái quá trình nó sẽ giảm thêm này nhá. Đấy, nó giúp bỏ tiếp những cái ông bắt đáy của ngày hôm nay. Thì bé và anh chị sẽ cùng nhau để đánh giá trên cái góc nhìn đồ thị kỹ thuật của chúng ta sau một cái phiên hồi phục ngày hôm nay, nó liệu thị trường của chúng ta có kết thúc cái nhịp điều chỉnh hay chưa, và cái thị trường có cái khả năng giảm hay không, thị trường trong vài phiên tới có một cái khả năng giảm rất là mạnh hay không, thì trong video này em sẽ chia sẻ với anh chị em chúng ta. Và đây thời điểm nào anh chị em chúng ta có thể mua mới an toàn thì em cũng sẽ bật mí cho anh chị em chúng ta để chúng ta có thể chuẩn bị tiền để chúng ta tham gia chị nhá. Anh chị trước khi vào nội dung đó thì anh chị nhớ bỏ một chút thời gian ra, vài giây ra để bấm vào cái nút thích trên video cũng như đăng ký kênh ủng hộ cho những cái chia sẻ của em. Và anh chị em chúng ta mà thấy những cái chia sẻ nó thực sự hữu ích và nó phù hợp với chiến lược giao dịch của anh chị thì anh chị có thể liên hệ với em để tham gia về cái Zoom khách hàng của em tại công ty VPS hoặc công ty CTCBS. Còn về cái mặt thị trường bây giờ chúng ta sẽ đánh giá chi tiết. Anh chị có thể thấy được cái mặt điểm số thị trường tăng 5,32 điểm và đóng phiên ở cái mốc 1125.5 điểm. Và anh chị thấy được cái vận động ngày hôm nay thị trường chúng ta là vận động mở gấp tăng đầu phiên, sau đó nó có một trạng thái bán trở lại, nhưng đấy, anh chị thấy không? Nó bán trở lại nhưng nó chưa lấp được hoàn toàn cái gap được mở ra trong cái phiên sáng ngày hôm nay, sau đó nó có một trạng thái hồi phục. Anh chị hãy nhớ cho em, thị trường có gap nhá, thị trường ngày hôm nay tăng gap để phần sau anh chị em chúng ta sẽ có một cái điều sẽ liên quan đến gap đó. Tiếp theo anh chị sẽ nhìn giúp em về cái yếu tố về thanh khoản. Thanh khoản ngày hôm nay thị trường của chúng ta là một trạng thái thanh khoản thấp, gì không, là một trạng thái thanh khoản thấp. Về mặt giá thì chị em chúng ta có thể thấy được là gì, là đang tăng lên. Về mặt thanh khoản là có một trạng thái giảm đi.
thì nó đang tạo ra một trạng thái là phân kỳ đây, một trạng thái phân kỳ đây, vôn giảm giá tăng, thì đó là một trạng thái tăng không được tốt với cái mặt xung lực anh chị ạ. Hay chúng ta sẽ gọi cái trạng thái ngày hôm nay là một trạng thái tăng hay một trạng thái hồi yếu của thị trường, hồi yếu của thị trường anh chị nhá, nhớ cho em được như vậy. Thì nếu như cái trạng thái thị trường của chúng ta nó tiếp tục duy trì ở phiên giao dịch của ngày mai thôi, thì rất có thể thị trường của chúng ta nó sẽ bước vào một cái phiên, những cái phiên điều chỉnh phía sau rất là cao. Anh chị phải lưu ý trong cái kịch bản đó chị nhá. Có thể phiên ngày mai thị trường nó sẽ tiếp tục hồi, nhưng nếu như tiếp tục hồi yếu thì cái kịch bản điều chỉnh có thể diễn ra. Và nếu như chúng ta không biết mà chúng ta mua vào, có thể anh chị em chúng ta sẽ gặp phải những cái rủi ro trong ngắn hạn. Em sẽ lấy ví dụ cho anh chị xem về một con cổ phiếu nhá, để anh chị sẽ hình dung ra đó là con cổ phiếu của GVR trước đây. Anh chị hãy nhìn vào cái trạng thái hồi phục đây nhá, và cái gì, và cái trạng thái vôn này, GVR này. Anh chị hãy nhìn về cái đoạn trước đây, khi mà con GVR nó cũng có những cái phiên giảm điểm đấy anh chị ạ. Thị trường của chúng ta hiện tại nó cũng kiểu như đây đấy, tức là thị trường ngày hôm nay nó giống như phiên đây đấy, và ngày hôm trước nó giống như đây, và ngày hôm trước nó giống như đây đấy. Thì có thể ngày hôm nay thị trường của chúng ta nó có một trạng thái hồi lên, nhưng anh chị thấy được cái thanh khoản nó bắt đầu thấp đi rồi. Nếu như ngày mai thị trường của chúng ta tiếp tục hồi lên bên trên và cái thanh khoản lại tiếp tục thấp đi, thì rất dễ sau đó thị trường nó sẽ có một cái phiên điều chỉnh ở đây nhá. Anh chị hãy mở chặn lên, chị sẽ thấy được cho em đây, anh chị sẽ thấy được nó tương đối là giống, nó sẽ tương đối là giống, để cho anh chị em chúng ta phải chú ý nhá. Đấy, nó cũng một phiên giảm đây đúng không ạ, sau đó một phiên hồi, sau đó có thể ngày mai sẽ hồi tiếp, thì sau đó sẽ có nhịp điều chỉnh. Thì cái nhịp điều chỉnh phía sau nếu như chúng ta mà không tránh được, có thể chúng ta sẽ gặp phải những cái trạng thái rủi ro rất cao, giống như giống giống không anh chị. Đấy, một phiên giảm đúng không ạ, hồi lên này, hồi lên, và sau đó nó sẽ có một phiên giảm trở lại. Thì đó là cái điều mà anh chị em chúng ta hết sức là phải lưu ý đối với kịch bản thị trường của chúng ta nhá. Đấy, chị mở cái con VR, GVR và cái thị trường của chúng ta, chị hãy xem cho em đang lấy ví dụ, còn anh chị em chúng ta muốn xem thì còn rất nhiều cổ phiếu để chúng ta có thể xem được. Tuy nhiên về cái mặt ngắn hạn, tức là trong cái phiên dịch của ngày mai đấy, đấy thì em đánh giá là cái xu hướng thị trường của chúng ta có thể sẽ tiếp tục được hồi lên bên trên, tiếp tục được kéo thêm lên bên trên, có thể là trong phiên sáng ngày mai hoặc có thể cả phiên dịch của ngày mai. Bởi vì anh chị thấy được cái thế của thị trường của chúng ta đang nằm cái thế hướng lên đúng không ạ, anh chị thấy được ngày hôm nay đang một cái thế hướng lên, thì có thể trong phiên sáng ngày mai nó sẽ mở gap tăng lên bên trên, nó sẽ giảm lại ở phiên chiều, hoặc là ngày mai nó sẽ kéo lên bên trên. Tức là trong mặt ngắn hạn em đánh giá thị trường nó vẫn còn khả năng tăng, thì nó tăng lên vùng giá bao nhiêu thì đó chính là vùng giá 1130 điểm đấy chị nhá. Vùng giá 1130 điểm chính là cái vùng giá mà em đánh giá là thị trường có thể sẽ hồi lên bên trên đó để nó sẽ kiểm định lại đấy, như cái bản tin sáng mà em gửi cho anh chị em trong zoom của em đấy. Anh chị muốn tham gia zoom thì anh chị chúng ta có thể xem một cái phần comment bên dưới, em cũng để cái link zoom cộng đồng của em lại thì anh chị có thể tham gia. Đấy, thì anh chị em chúng ta sẽ thấy được là nó sẽ có một trạng thái hồi, có thể ngày mai sẽ tiếp tục nó sẽ hồi lên cái vùng cản ở vùng giá 1130 điểm đây được chưa. Và khi thị trường chúng ta ngày mai, nếu như chị em chúng ta thấy được cái việc thị trường nó sẽ hồi lên bên trên đó và cái thanh khoản ngày mai lại tiếp tục gì ạ, tiếp tục thấp đi, ngày mai có thể thanh khoản nó sẽ thấp hơn một chút nữa, thì đó là cái điều mà anh chị em chúng ta phải hết sức là lưu ý đối với thị trường. Không phải là thị trường chúng ta kiệt vốn và hết cung đâu, mà có thể đó là một trạng thái tăng thiếu cầu, và có thể thị trường nó sẽ bước vào cái nhịp điều chỉnh để test lại vùng đáy chứ phía sau nhá. Đấy, còn cái việc test lại chúng ta chưa biết nó thành công hay không, nhưng chúng ta phải tránh được những cái nhịp điều chỉnh như vậy. Đấy, thì nếu như ngày mai thị trường nó hồi phục với một cái thanh khoản thấp lên như vậy, thì có thể sau đó thị trường nó sẽ có một trạng thái là test lại vùng giá trước mắt là vùng giá khoảng 1118 điểm, tức là vùng hỗ trợ đây. Đấy, quá trình test này thì nó sẽ có hai kịch bản xảy ra. Kịch bản thứ nhất là thị trường sẽ test thành công, là nó sẽ test về đây và cái trạng thái thanh khoản của nó có thể nó sẽ tiếp tục thấp, và sau đó nó xác nhận bằng những cái điểm hướng lên bên trên với cái dòng tiền bắt đầu tham gia trở lại. Đấy, nó sẽ đồng pha như vậy chị nhá. Đây kịch bản tốt. Còn kịch bản thứ hai là thị trường của chúng ta nó sẽ diện, nó sẽ test về, nhưng nó test về và cái vốn anh chị sẽ thấy được nó sẽ có một trạng thái là bị gì ạ, bị bán tháo lên, nó giống như đây chị, chẳng hạn như đây đang thấp xuống đúng không ạ, những cái phiên tăng thấp xuống và đến cái phiên bán giảm nó lại tăng lên bên trên như vậy, thì đó là một cái trạng thái không được an toàn và thị trường chúng ta có thể sẽ điều chỉnh giảm, và cái vùng giá tiếp theo có thể nó sẽ về là vùng giá 1100 điểm đây. Đấy chị, chúng ta có thể nhìn thấy dọn trước đây nó cũng như vậy thôi, nó giống như đây chị, thị trường sẽ có một trạng thái hồi lên bên trên với cái vùng thấp và sau nó sẽ có một trạng thái điều chỉnh test lại, nó sẽ có test lại chị nhá, nó sẽ có test trở lại, và nếu như test lại vào cái vùng cao lên bên trên thì nó sẽ bước vào quá trình giảm. Hay ở đây cũng vậy chị nhá, khi mà thị trường có một cái phiên giảm với cái biên lớn đây, đấy bắt đầu có quá trình hồi phục lên bên trên, nó bắt đầu có quá trình hồi lên bên trên và sau nó sẽ vẫn có những cái phiên test lại. Anh chị em chúng ta sẽ thấy được những cái phiên test trở lại nếu như cái thanh khoản nó cao hơn so với những cái phiên hồi phục. Anh chị ạ, nếu như hồi phục lên mà chúng ta thấy được cái thanh khoản nó cứ kiệt dần xuống bên dưới đấy, mà cái
điểm số thì lại tăng lên bên trên. Đấy, thế chị thấy giống như kịch bản bây giờ không ạ? Thì nó sẽ có những phiên test trở lại. Nếu như test trở lại một cái vùng lớn ấy, thì rất có thể thị trường nó sẽ bước vào một cái nhịp rũ bỏ phía sau. Và sau khi rũ bỏ xong thì chúng ta mới có thể kỳ vọng thị trường có thể tăng tiếp lên bên trên. Thế chị hãy lưu ý cho em cái kịch bản điều chỉnh có thể xảy ra. Nếu như thị trường ngày mai tiếp tục hồi lên bên trên, vùng nó lại thấp đi, thì có thể sẽ có một cái trạng thái test trở lại. Thì cái điểm mua an toàn nó sẽ nằm ở đâu ạ? Cái điểm mua an toàn cho chúng ta, từ cái thời điểm chúng ta mua an toàn với một cái tỷ trọng lớn và chúng ta không phải lo ngại nhiều về yếu tố thị trường, bởi vì khi đó thị trường nó đạt một cái trạng thái chúng ta gọi là một trạng thái cân bằng. Cân bằng là gì? Cân bằng là thị trường nó đã cân bằng về cung cầu. Thị trường có thể là gì? Khi đó những người mua và người bán bắt đầu người ta trung hòa rồi, thì có thể dòng tiền sẽ bắt đầu đẩy vào và kéo thị trường. Thì cái điểm mua cho chúng ta đó chính là cái thời điểm thị trường test trở lại cái vùng đáy ở vùng giá 1118 điểm thành công chị nhá. Test lại thành công. Đấy, test lại thành công tức là sao? Em vừa nói với chị là cái vô nó thấp và nó hướng lên trở lại bên trên, phải chưa? Nó có thể test lại bên dưới này và sau nó sẽ hướng lên bên trên. Thì đó cái thời điểm mà chúng ta sẽ tham gia. Còn nếu như thị trường nó test fail thì chúng ta lại phải đợi xem nó cân bằng tiếp ở vùng giá 1100 sẽ là sao nhá. Nên chị lưu ý trong cái kịch bản đối với thị trường như vậy. Thì cái thời điểm mua an toàn chính là thời điểm test về đây và hướng lên bên trên cùng dòng tiền tham gia vào. Đấy chị em chúng ta lưu ý cho em cái điều đó nhá. Cứ ghi nhớ cho em điều đó. Thế chị em chúng ta cứ thử tham gia thời điểm đó xem. Rất là an toàn cho anh chị em chúng ta. Đấy, em chia sẻ rất là kỹ và chi tiết cái kịch bản để cho anh chị em chúng ta có thể nắm được để chúng ta tránh những cái rủi ro nhá. Chứ không phải ngày mai thị trường có thể anh chị này. Có thể ngày mai thị trường của chúng ta sẽ tăng tương đối là mạnh về điểm số. Đây là giống như phiên đây chị này. Nó có thể sẽ tăng khoảng mười mấy điểm. Đó, nhưng mà cái vô nó thấp thì phải chú ý nhá. Cẩn thận là ăn một cú bull trap anh chị nhá. Đấy, nó mà hồi lên bên trên. Đây ở cái phiên này chị thấy không? Nó cũng tăng tương đối là tốt đúng không ạ? Nếu như về cái biên cũng tăng tương đối tốt. Đó, nhưng mà cái vô thấp thì phải hết sức là chú ý nhá. Anh chị em chúng ta phải hết sức chú ý cho. Nếu như hồi mà cái vô nó thấp thì đó là những cái tín hiệu không được tốt đâu. Đấy là kịch bản đối với thị trường của chúng ta. Nhìn chung thì chúng ta vẫn đang có thể kỳ vọng được thị trường có thể cân bằng được, nhưng hãy nhìn vào con cổ phiếu GV đỏ. Đấy, vẫn là cho anh chị xem lại con GV đỏ để chúng ta phải chuẩn bị cho một cái tinh thần nhá. Nếu như thị trường nó hồi không thành công có thể sẽ giảm xuống bên dưới và chúng ta phải chờ đợi thêm đấy. Nên chúng ta cũng phải cẩn trọng đã, cũng chưa cần phải cũng không quá là FOMO đối với thị trường hiện tại. Đấy, đấy là cái lý do vì sao mà ngay đầu video nói với anh em chúng ta là anh chị có thể tham gia nhưng chỉ tham gia với một cái tỷ trọng nhỏ thôi. Bởi vì thị trường của chúng ta xu hướng nó vẫn chưa xác nhận rõ ràng, nó vẫn chưa đạt một trạng thái cân bằng. Nếu như chúng ta tham gia với một cái tỷ trọng lớn, chẳng may thị trường nó xảy ra những cái nhịp điều chỉnh phía sau, chúng ta có thể gặp nhiều rủi ro và chúng ta kẹt vốn. Mà khi chúng ta kẹt vốn mà thị trường đạt một trạng thái cân bằng, những cổ phiếu tốt nó xuất hiện, chúng ta lại không có tiền chúng ta mua, thì đó là một điều không thực sự là hay đúng không anh chị? Đấy. Thế chị lưu ý cho em cái điều như vậy nhé. Xu hướng chưa hề rõ ràng. Đấy. Và nhiều dòng cổ phiếu anh chị chúng ta cũng thấy được nó cũng đang yếu thôi. Đấy, nó đang yếu, nó vận động tương đối là giống con cổ phiếu của GVR. Nên chúng ta phải cần đợi quá trình test trở lại thì chúng ta tham gia sẽ an toàn. Thì em sẽ chuẩn bị phân tích với anh chị một số nhóm ngành nó đang vận động tương đối là giống như vậy và có thể là sẽ có nhịp điều chỉnh. Đấy. Còn sau khi đoạn thị trường test rồi, anh chị em chúng ta cứ yên tâm mà vào tiền thôi. Vào rất là an toàn và vào rất là an nhàn, nó sẽ có rất là nhiều các cái cổ phiếu cho chúng ta những điểm mua. Anh chị em chúng ta chỉ sợ không có tiền chúng ta tham gia thôi anh chị nhá. Đấy, chúng ta cứ phải kiên nhẫn đã. Quan trọng là chúng ta phải kiên nhẫn, ngồi rình mồi, ngồi chờ cho nó đúng vào cái form thì chúng ta tham gia nó sẽ là an toàn nhất nhá anh chị nhá. Thì bây giờ em sẽ phân tích của anh chị em chúng ta một số cái nhóm ngành cổ phiếu. Anh chị nhớ bỏ một chút thời gian ra nhá, ấn vào cái nút thích trên video cũng như đăng ký kênh ủng hộ cho những cái chia sẻ của em. Còn hiện tại thì cũng có thể mua thôi, chẳng hạn như ngày hôm trước em có bảo anh chị em khách hàng mua cổ phiếu con VGC. VGC thì ngày hôm nay thì nó có một trạng thái hồi phục lên bên trên, thì so với giá mua hiện tại thì em báo mua vùng giá khoảng 43.3 đến 43.5 thì ngày hôm nay nó chỉ loanh quanh lãi nhẹ một chút. Hay con cổ phiếu C4G thì em có báo mua hôm thứ 6 tuần trước ở đây này, thì ngày hôm nay nó tăng được 1.47%. Đấy thì có một khoảng lãi nhẹ. Đấy thì về cơ bản bây giờ chúng ta phải chọn đúng cái nhóm cổ phiếu, chọn đúng cái thời điểm mua thì chúng ta mới có những cái sự lợi thế về T cộng. Chẳng hạn như em mua ngày hôm thứ 6 thì ngày mai hàng của khách hàng em về rồi thì nó sẽ ok hơn là cái trạng thái ngày hôm nay chị em chúng ta mua. Đấy. Thì chúng ta phải chọn đúng thời điểm. Thì anh chị em chúng ta mà chưa xác định được những cái nhóm ngành hay những cái nhóm cổ phiếu để tham gia thì chị có thể liên hệ để tham gia về cái Zoom khách hàng của em tại VPS hoặc là TCBS. Thì anh chị em chúng ta sẽ được chăm sóc rất là kỹ càng từ những cái bản tin hay từ những cái điểm mua điểm bán và những cái cảnh báo thị trường liên tục trong phiên. Bây giờ anh chị em chúng ta sẽ phân tích một số nhóm ngành anh chị nhá. Anh chị em chúng ta có thể thấy được nhóm ngành đầu tiên là nhóm ngành cổ phiếu chứng khoán cho em. Đấy, chị sẽ hình dung ra. Ví dụ như ngày hôm nay chị em chúng ta có thể thấy được là con cổ phiếu của SSD. SSD thì sau một cái trạng thái chị thấy được nó có một trạng thái hồi ở ngày 30 tháng 6. Thì ngày hôm nay nó có một trạng thái là gì? Một trạng thái là hồi lên nhưng bán cụt đầu trở lại, test trở lại vào cái vùng nó thấp đúng không chị? Tức là một trạng thái hồi lên bên trên bị yếu và nó bị bán ngược trở lại. Thì đối với con cổ phiếu của SSD, có thể ngày mai sẽ tăng thêm một chút, nó sẽ hồi lên một chút, có thể chị nhá. Hoặc có thể sẽ giảm xuống một chút.
Đó, chúng ta sẽ chưa biết được nó sẽ đánh ra sao. Thì anh chị em ta sẽ đợi cho em một cái thời điểm nó hướng lên bên trên. Nó hướng lên bên trên thì đó thời điểm chúng ta sẽ tham gia, nó sẽ giống như thị trường này, anh chị nhỉ. Nó sẽ giống như thị trường của chúng ta, tức là thị trường nó sẽ phải test trở lại. Sau khi test trở lại mà nó hướng lên bên trên thì chúng ta có thể tham gia được và chúng ta có thể kỳ vọng một cái nhịp đánh ngắn được nhá. Đấy thì nó cũng giống như cái kịch bản thị trường mà anh chia sẻ với anh chị em chúng ta thôi. Nên đấy là lý do vì sao mà chúng ta phải đợi thị trường nó có một trạng thái test trở lại. Anh chị có thể nhìn thấy quá khứ bao giờ nó cũng sẽ test trở lại nhá. Ví dụ như nó giảm đây thì nó phải có quá trình test trở lại đây. Đúng không ạ? Nó phải test trở lại. Nó phải test trở lại xong thì nó mới đặt một trạng thái cân bằng để có thể đi được lên bên trên, chứ không phải cổ phiếu tự nhiên nó có thể tăng được ngay chị nhá. Nó không thể tăng được một đáy đây lên bên trên đâu. Đấy. Cổ phiếu của HCM anh chị em chúng ta có thể nhìn thấy được nó cũng tương tự như vậy đúng không ạ? Ngày hôm nay nó hồi phục tương đối là yếu, anh chị thấy được. Nó tăng 0,18% và cái vol đang có một trạng thái thấp. Đấy, nó giống như con cổ phiếu của con GVR không ạ? Đấy, hồi phục rất là yếu và nó sẽ có quá trình test trở lại chị nhá. Đấy, chúng ta sẽ chưa biết được nó test trở lại thành công hay không. Thì chúng ta phải đợi thêm trong một vài phiên tới đâu, có thể 2 đến 3 phiên tới đâu là chúng ta sẽ rất rõ về cái xu hướng của thị trường này nhá. Đấy. SHS anh chị có thể nhìn thấy được ngày hôm nay nó cũng có trạng thái hồi phục lên bên trên, nhưng nó đang chạm vào cái vùng cản ở khoảng giá 13.5 rồi, thì có thể nó sẽ ngày mai có thể sẽ hồi thêm giống như kịch bản thị trường, sau đó sẽ test trở lại. Đấy, nếu như cái quá trình test ở giai đoạn phía sau này về vùng giá khoảng 13.1 mà nó có một cái trạng thái hướng lên thì chúng ta có thể tham gia được và có thể cổ phiếu nó sẽ có một cái quá trình hồi phục lên vùng giá bên trên. Đấy, nhưng mà cổ phiếu của chứng khoán đại diện cho cái hình ảnh của thị trường, thế chị thấy được nó cũng đang cần phải test, thì thị trường của chúng ta rất dễ là sẽ phải test anh chị nhá. Chúng ta nhìn sang nhóm ngành cổ phiếu của thép, chúng ta cũng thấy được một cái trạng thái hồi phục ngày hôm nay của nhóm ngành thép cũng tương đối là yếu. Ví dụ như con cổ phiếu của Hoa Sen này anh chị đó, một cái trạng thái hồi phục và bị bán ngược lại cuối phiên. Đây em có vẽ kịch bản rồi. Đấy thì có thể ngày mai nó sẽ hồi lên bên trên, sau đó nó sẽ phải có trình test trở lại nhá. Có thể sẽ hồi lên cái vùng giá khoảng 16.7, sau đó sẽ test trở lại cái vùng giá khoảng 16.3, 16.4 đây. Thì chúng ta mới có thể kỳ vọng nó có những cái trạng thái để nó có thể đi tiếp được. Hay con cổ phiếu của Nam Kim cũng vậy, anh chị có thể nhìn thấy được là gì, ngày hôm nay là một trạng thái hồi phục tương đối là yếu và cuối phiên nó còn bị bán ở ATC. Nó bị bán ở ATC thì anh chị em chúng ta có thể nhìn thấy được là nó đã gần như nó chỉ tăng rất là yếu anh chị, nó chỉ loanh quanh cái ngưỡng tham chiếu thôi và cái vô nó cực kỳ thấp đây. Đấy thì với một trạng thái hồi yếu thì có thể nó sẽ test, nếu không test thành công nó có thể sẽ rơi tiếp về vùng giá của khoảng giá 16.4 bên dưới. Đấy thì anh chị em chúng ta phải hết sức là lưu ý nhá. Các cổ phiếu nó chưa đạt một trạng thái cân bằng đâu. HPG đấy chị thấy được nó đang vận động ở bên trên này thì nó sẽ mất thêm thời gian. Nó cân bằng đã, có thể nó sẽ hồi lên bên trên một chút, được chưa? Nó sẽ hồi lên vùng giá khoảng 26.5, sau đó sẽ test trở lại vùng giá khoảng 25.8 ở đây. Một quãng thời gian sau đó mới có thể nó sẽ có quá trình đi lên tiếp. Nó bao giờ nó cũng sẽ có quá trình test, nó có thể sẽ test cái đáy cao hơn nha chị nhá. Nó không nhất thiết nó phải test đáy thấp hơn, nó có thể test cao hơn như đây. Nhưng nó sẽ test trở lại để chúng ta sẽ tìm những điểm tham gia ở cái đoạn phía sau. Nó giống như anh chị này, khi con cổ phiếu của HPG nó tăng lên nó sẽ có đáy thứ nhất đúng không ạ? Sau cái đáy lần thứ nhất thì nó vẫn có quá trình nó sẽ test lại ở đây này chị. Đấy, test lại hướng lên bên trên thì chúng ta mới tham gia. Khi nó giảm một trạng thái cân bằng đây thì chúng ta mới có thể chúng ta tham gia những cái điểm như đây nhá. Còn bây giờ nó mới đang có cái đáy thứ nhất thôi, nó sẽ quay trở lại test. Test xong hướng lên thì chúng ta có muốn tham gia thì chúng ta tham gia. Lúc đó vẫn chưa muộn, chị nhớ cho em điều như vậy nhá. Ngày hôm nay thì có nhóm ngành cổ phiếu dầu khí. Thực ra là em đã chú ý nhóm ngành dầu khí và em định báo cho em khách hàng mua ở thời điểm sau 2 giờ rồi. Thời điểm đó là khoảng 2 giờ kém 5 em đã viết cái tin nhắn về cái điểm mua là em báo mua con cổ phiếu con PVS anh chị ạ. Đấy, nhưng mà nó hơi đáng tiếc một chút là con cổ phiếu con PVS ấy thì nó lại kéo ngay cái thời điểm ngay sau đó thì khách hàng của em cũng không kịp mua. Còn về bản chất là em đã có khuyến nghị định viết đây anh chị ạ. Có định khuyến nghị anh chị em khách hàng là mua con cổ phiếu con PVS rồi. Đấy, chị có thể nhìn thấy được rồi. Đấy, PVS mua khoảng 20% vị thế ở vùng giá 32.8 và 32.9. Đấy, cái thời điểm em còn chụp lại cái tin nhắn của em chỉ là thời điểm sau 2 giờ thôi, tức là em đã viết thời điểm trước đó rồi, nhưng mà vừa viết xong một cái là con cổ phiếu PVS đã thấy cái dòng tiền nó vào, nó kéo lên vùng giá khoảng 32.9-33 rồi. Đấy thì thực ra là không kịp anh nhá. Còn PVS ngày hôm nay cái lý do em mua vì sao chị biết không, là quá trình nó test đáy xong rồi thì em mới mua, tức là nó có đáy, quá trình test đáy lần thứ nhất đây chị. Đấy thì ngày hôm nay nó có quá trình test lại đáy lần thứ hai và nó hướng lên bên trên. Đấy, thời điểm đó em bắt đầu thấy nó hướng lên bên trên và cái vô nó rất là thấp rồi thì em bị nhắn cho anh chị em khách hàng mua, nhưng mà nó kéo lên cái vùng giá khoảng 2,47% thì thôi, em cũng rất là ngại khuyến nghị với anh chị em khách hàng mà mua vùng giá bên trên cao quá. Nhưng ngày hôm nay em đã con dầu khí là em đã rất là quan tâm rồi, bởi vì nó rất là đồng pha, nó chẳng hạn như con cổ phiếu con PVD này đó anh chị đúng không ạ, nó đúng cái kịch bản mà em chia sẻ với anh chị em chúng ta. Đấy, nó đúng như kịch bản mà em chia sẻ với anh chị em chúng ta, giảm xuống bên dưới này hướng lên bên trên đấy. Hai con cổ phiếu PVC hôm trước em cũng viết kịch bản cho anh chị em ta đấy, nó giảm xuống bên dưới chứ. Đấy thì ngày hôm nay nó hồi phục hướng lên bên trên. Đấy thì có thể ngày mai nhóm ngành dầu khí nếu như tốt có thể nó sẽ bật tăng qua cái vùng nền giá đây anh chị nhá.
anh chị em chúng ta mà mua ngày hôm nay mua sớm thì khá là ok đấy, khá đáng tiếc nhóm ngành dầu khí ngày hôm nay thực ra em có chú ý rồi đó, nhưng mà thời điểm em vừa báo định báo cái thì nó đã kéo lên bên trên, khá đáng tiếc. Anh chị em chúng ta nhìn vào cái lệnh này, anh chị em chúng ta sẽ thấy nhá, thời điểm 2:15 này đấy chị, đó nó vẫn đang cái vùng giá này, nó vẫn đang vùng giá 32.8 rồi đấy, 32.8 anh chị ạ, 32.8 rồi đấy, nó chỉ loanh quanh đấy thôi. Thì anh chị thấy được cái tin nhắn mà em nhắn này, 2:04 thôi, tức là em vừa viết xong cái tin nhắn tầm khoảng gần 2 giờ thì bắt đầu nó kéo thế khách hàng của em không kịp mua chị nhá. Đấy thì khá là đáng tiếc cái đó thôi đấy. Ngày hôm nay có mỗi nhóm ngành dầu khí là em chú ý thôi, còn những nhóm ngành khác thì em không chú ý đấy. Dầu khí thì có thể trong phiên giao dịch của ngày mai nó sẽ có trạng thái bật tăng trong một điều kiện tốt, bởi vì nó có quá trình test đáy là thứ nhất này, test là thứ hai hướng lên bên trên rồi, thì có thể kỳ vọng vào một cái nhịp ở một cái cây nổ của dọn phía sau đối với nhóm ngành cổ phiếu của dầu khí ấy chị nhá. Đấy, nhóm bất động sản thì sao, chúng ta sẽ phân tích thêm nhóm ngành cổ phiếu bất động sản nhá. Bất động sản thì chúng ta thấy được là hiện tại nó vẫn cần thêm quá trình cân bằng thôi. Đây G em đánh giá nó sẽ cần thêm quá trình cân bằng đây. Đấy, cần thêm quá trình cân bằng ở đây. Nó chưa đi được ngay đâu chị ạ. Bất động sản thì nhìn chung là chúng ta cũng phải chờ đợi thêm cho em nhé. Đấy, nó mới có hai phiên đây, nó sẽ cân bằng đây. Đấy. Thì bất động sản thì cũng chưa có gì để nói nhiều. Nhìn chung thì các cổ phiếu trên thị trường ấy sẽ cần quá trình test trở lại. Thì anh chị em chúng ta sẽ quan sát thêm cho em trong một vài phiên tới xem quá trình test trở lại ra sao, và em cũng sẽ quan sát thị trường và có những cái tín hiệu thì em sẽ báo với anh chị em chúng ta trong cái Zoom. Thế chị em chúng ta có thể tham gia Zoom cộng đồng của em, như tốt thì anh chị sẽ cập nhật trong đó. Còn muốn chi tiết hơn về cái điểm mua, điểm bán và thời điểm mua ra sao đấy, như kiểu con cổ phiếu C4G năm trước hay con cổ phiếu VGC ấy, để chúng ta có những vị thế tốt nhất, để chúng ta cũng ít nhất là chúng ta khi hàng về chúng ta không bị thua lỗ đã. Đấy thì anh chị có thể tham gia vào Zoom khách hàng của em tại công ty chứng khoán VPS hoặc là TCBS bằng việc ngắn ID, hoặc anh chị có thể tham gia dưới hình thức Zoom thu phí. Cảm ơn chị và hẹn gặp lại chị em chúng ta trong những cái video tiếp theo.